Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì lâu rồi mình cũng không có quay trở lại với cái series này anh em ạ. Trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi hồi sinh một trong ba loài khủng long còn lại của cái series này luôn nha. Đó. Và mình sẽ tiết lộ cái em mà mình sẽ hồi sinh ngày hôm nay chính là một loài bạo chúa trên cạn nha các bạn. Oh, rất là kinh khủng luôn. Nó to hơn cái con Allosaurus này rất là nhiều luôn đó. Đây chính là mấy em Allosaurus của chúng ta nè. Trời ơi, nó vẫn còn có chút xíu à. Rồi, trước tiên thì mình sẽ tiến hành lắp một cái sàn ra cái đã. Thì mình dự định xây cái chuồng của con bạo chúa này với cái diện tích là 80 x 80 ô nha các anh em. Và mình cũng sẽ dùng cái loại kính đó chính là Reinforced Glass. Đó, cái loại kính cường lực. Và chúng ta sẽ xây nó cao 10 ô nha. Một cái chuồng rộng khủng khiếp luôn đó anh em ạ. Rồi, trước tiên thì mình sẽ tiến hành tạo một cái nền trước nha các bạn. Chala. Thì hụt nãy giờ thì mình cũng đã lắp xong cái nền rồi anh em ạ. Đó, kinh khủng chưa? Nó quá là rộng luôn. Bên kia nó vẫn là mấy con Allosaurus cơ. Nó có chút xíu à. Thì cái chuồng của con bạo chúa này nó sẽ cách chuồng của Allosaurus 10 ô nha anh em. Mình sẽ tạo một cái khoảng cách như vậy. Và chúng ta sẽ tiến hành kéo cái kiến cường lực ra luôn. Kéo ra 80 ô lận đó. Quá kinh khủng luôn. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ kéo một stack ra trước đi. Kéo hẳn một stack ra luôn cho nó khỏe anh em ạ. Cái này mà mình không có mấy cái cây quan á thì mình xây gọi là nó mỏi tay luôn đó. May nhờ có mấy cây quan đó anh em ạ.
Sau khi hoàn thành xong cái phần khung cho cái chuồng rồi thì mình sẽ tiến hành đi vô đây và cái ghép ADN cho cái con bạo chúa này luôn nha các bạn. Đó. À, để mình coi trước mấy cái máy lọc trước đã. À, chúng ta có 10 cái Dominican Amber nè. Quá ngon luôn. Chắc bây giờ mình sẽ cho mấy cái block này vô nha anh em. Đó. Để cho nó tiếp tục sàng lọc. Để chúng ta còn có thêm mấy cái hổ phách nữa chứ. Quá ngon luôn. Thùng DNA đâu rồi? Chúng ta chỉ còn 3 loại DNA cuối cùng của cái series này thôi. Và tập ngày hôm nay sẽ là tập của bạo chúa Tyrannosaurus nha anh em. Chúng ta có hẳn 10 cái DNA của nó luôn nè. Rồi, mình sẽ chia ra vào 8 ô nha. Chúng ta sẽ bỏ vào 8 cái thùng cấy nha anh em. Cho nó tiến hành cái ghép DNA. Quá xịn luôn. Rồi, quá ngon luôn. Bỏ hết vào đây anh em ạ. À, mình còn sữa không ta? À, mình còn sữa đây nè. Mình sẽ bỏ thêm vào hai cái thùng cấy này. Đó, để cho nó tiến hành cái ghép tiếp tục. Rồi, bên đây có sữa đó nè. Mình sẽ múc từ cái con thằn bò vô hạn nha anh em. Thằn bò cho sữa bất tận luôn. Quá xịn luôn. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành cất vô đây. Rồi, thế là cái quá trình cấy ghép nó đã diễn ra rồi anh em à. Wow, để mình đi kiểm tra mấy cái thùng cấy đã. Ủa, bên đây có phôi mà sao bên đây không có? À, chúng ta phải bấm vô thì nó mới hiện cái phôi lên em ạ. Ra là vậy. Để mình đi bấm hết mấy mấy cái thùng này đi. Như vậy nhìn có vẻ nó chuyên nghiệp hơn nè. Trong khi chờ mấy cái thùng này nó cấy xong thì mình sẽ đi ngủ nha anh em. Đi ngủ một phát lấy sức cái đã. Ăn một miếng thịt. Quá xịn luôn. Ai, sáng rồi nè. Để mình ra mình kiểm tra coi. Đây chính là khu vườn của khủng long ăn cỏ anh em ạ. À. Nhìn nó rất là đã luôn. Và cái khu khủng long ăn thịt nó cũng hơi bị bự đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp glowstone ở đây nha anh em. Đó, một cái chuồng quá là rộng luôn. Trời ơi, chắc tôi lắp glowstone mỏi tay luôn quá. Mình phải còn lắp glowstone để cho quái á, nó sẽ hạn chế xuất hiện anh em ạ. À. Rồi. 7 ô. Cứ cách 7 ô thì mình sẽ đặt một cục glowstone thôi. À, chúng ta cũng có thể giống từ cái chuồng bên kia qua cũng được nè. Rất là xịn luôn. Mình sẽ làm nhanh cái công đoạn này thôi nha.
Sau khi đã lắp xong Glowstone rồi thì mình sẽ tiến hành trồng thêm cây để cho cái chuồng này nó thêm sinh động nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ trồng cái loại cây rừng nè, cũng như là cái cây cây lá kim. Đó, cây rừng thì mình cần 4 cái sapling để mà tạo ra một cây bự nha các bạn. Rồi dùng bột xương bón thôi. Trước tiên để mình ăn cái đã, mới sáng sớm à. Rồi bón bột xương. Đây chính là cái cây đầu tiên trong cái chuồng này nha các bạn. Đó, kinh khủng chưa. Bây giờ mình sẽ trồng tiếp cái cây brush. Đó, cái cây lá kim nè, cũng 4 cái luôn để cho nó tạo thành một cái cây cao như vậy đó các bạn à. Rồi mình sẽ trồng xen lẫn giữa hai cây rừng cũng như là cây lá kim nha. Đó, những cái cây bự bự nè để mà che nắng cho tụi nó chứ. Để như vậy nó nắng lắm anh em ạ. Đó, to kinh khủng luôn. Rồi. Cái cây này. Lá nó che mình anh em ạ. Wow. Wow, nó lá từ rễ lên ngọn luôn kìa. Kinh vẻ trưởng. Ô, cái cây này cũng vậy nè. Ồ, tuy rất là cao ha, nhưng mà lá thì nó khá là sậm đấy. Rồi, mình sẽ tiếp tục trồng thêm mấy cây rừng này luôn. Chỗ này hơi bị trống không ta? Thêm một cây nữa ở đây đi. Wow, cái cây này thì nó lùng hơn anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ trồng thêm ra nào. Trồng thêm xa chút đi. Trồng gần quá thì mình sợ cái tụi khủng long á nó sẽ không có được cái khoảng trống đó anh em ạ. Rồi, thêm một cây nữa đây nha. Đó. Wow, bây giờ mình sẽ trồng ở cái phía bên này nha các bạn. Cao quả trưởng luôn. Thêm một cây rừng nữa đây. Rồi mình sẽ chuyển qua cái loại cây khác, đó chính là cây Paleograph nha anh em. Đây là cây cổ đại đó. Thì cái loại cây này á, nó sẽ mọc theo từng nhóm. Nên chúng ta phải trồng nó xen kẽ nhau như thế này nè. Nói chung là nó hay mọc theo nhóm thôi. Đó, quá chừng quá đất luôn. Để mình coi thử nào. Một rừng Paleograph nhìn rất là đẹp nha các bạn. Quá xịn quá xịn. Thêm một cây nữa đây đi. Chắc bây giờ mình sẽ trồng thêm một vài loại cây khác xen lẫn nữa quá. Trước tiên để mình trồng hết mấy cái loại Paleograph này qua đây cái đã. Một cây nữa đây đi. Đó, một cây chỗ này nữa. Trời ơi, nguyên cái chuồng toàn là Paleograph thôi. Cây cổ đại đấy các bạn à. Rồi mình sẽ trồng xen lẫn những cái cây gỗ sồi sẫm màu nha. Đây, Dark Oak. Gỗ sồi sẫm màu, gỗ sồi màu đen. Chắc mình trồng vô chính giữa quá. Cây này thì nó khá là lùng nha các bạn. Nó lùng, lùng vãi chưởng luôn. Rồi, ở đây một cây nữa đi. Rồi, qua bên đây một cây nữa. Cái chuồng mình bự mà, cứ trồng cho thoải mái. Đó, xịn chưa, xịn chưa. Ở đây một cây nữa luôn đi ha. Một cây nữa ở đây đi. Đó, xong rồi. Gỗ sồi sẫm màu. Thêm một cây nữa ở đây không ta? Chỗ này hơi bị trống. Một cây nữa chỗ này đi. Rồi mình sẽ chuyển qua cái loại cây khác. Đó chính là Acacia nha anh em. Cây này sao nó lâu mọc vậy? Mới nói xong nó mọc liền à. Nó nuốt rất là nhiều bột xương của mình luôn đó các bạn à. Trời ơi. Acacia. Cho nó hợp với cái vùng savan đó. Tại vì mình đang định cư ở cái chỗ savan mà. Savanna. Đó. Wow. Acacia. Trồng nữa không ta? Một cây nữa đây đi. Mình sẽ chuyển qua những cái loại khác, như là cây bạch dương cũng như là cây sồi bình thường nha các bạn. Trước tiên là cái cây sồi bình thường đi. Cây sồi thì mình sẽ trồng ở đây nha. Đây là cây sồi chứ không phải là cây xoài đâu nha. Rồi, cây này thì nó mọc đơn lẻ thôi à. Ra là vậy. Rồi, trồng thêm một cây bạch dương ở chỗ này nữa là tuyệt luôn rồi. Một cây bạch dương ở đây nữa. Wow, cái cây bạch dương này nó cũng mọc đơn lẻ luôn. Lâu lâu thì nó sẽ có những cái loại cây biến dị đó. Kiểu như là cây bạch dương mà nó bự ra đó các bạn à. Tán cây nó bự.
Bây giờ mình sẽ bón cỏ xung quanh cái khu vực này đi. Bên kia thì nó chưa thành mấy cái khối cỏ nên chúng ta không bón được. Trời ơi, nguyên cái chuồng này nó chỉ là một nửa bằng cỏ thôi à. Bên kia là đất không à. Thôi kệ đi, cũng không sao đâu. Thế là đã xong cái phần cây cối rồi anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lấy những cái món đồ chơi cho cái bọn khủng long nè, cũng như là máy cho ăn cho tụi nó nữa. Đó, chúng ta sẽ đặt kỹ càng một chút đã. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ lấy mấy cái quả banh ra nè. Đó, rất là nhiều banh luôn. Feeder nè. Đâu rồi? Mấy cái hình nộm cũng như là những cái khối gỗ nữa. Đó, những cái khối gỗ lủng lẳng. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm chỗ để mà đặt tụi này cho nó hợp lý nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đi đặt những cái feeder trước đã. À, mình sẽ đặt ở ở cái khoảng giữa của cái chuồng này thôi các bạn à. Mấy cái chỗ ngoài rìa á, thì mình sẽ không có đặt nhiều đâu nha. Và cũng như mình sẽ lấy thịt để mà bỏ sẵn vào feeder luôn. Bỏ sẵn thịt vào feeder luôn. Nói chung là cho những cái con khủng long bạo chúa này ăn á thì mình cũng sạt nghiệp luôn đó các bạn ơi. Con này nó ăn bạo lắm. Trời ơi, kinh khủng luôn. Rồi mình sẽ đặt xung quanh đây đi. À, phải đặt một số lượng lớn feeder luôn đó. Wow, những cái phần ngoài rìa thì mình sẽ không đặt đâu nha. Tại vì khủng long nó ít chạy ra ngoài đó lắm. Thường thường thì nó sẽ chạy ở trong thôi. Chúng ta phải đảo qua đảo lại khá là nhiều lần đó. Để mà cho thức ăn vào feeder nè. Khổ tôi chưa. Thêm một cái nữa ở đây đi. Rồi mình sẽ đặt xung quanh cái chuồng thôi. Đặt thêm ở đây nữa nè. Wow, nãy giờ tôm hết 10 cái feeder của tôi rồi. Thêm một cái nữa ở đây đi. Chỗ này một cái nữa. Wow, đúng là cái chuồng nó rộng, đi nó mệt vãi chưởng luôn anh em à. Cái chuồng này 80 ô luôn đó. Trời ơi, kinh khủng chưa. Quá là kinh khủng luôn mà. Wow, nó rụng mấy cái sắp linh cho mình nè. Ngon chưa? Rồi, chắc có vẻ như đây feeder là đủ rồi đó anh em à. Để mình coi. Chỗ này còn thiếu nữa không ta? Và đây một cái nữa đi. Thấy nó thiếu thiếu nè. Rồi, như vậy là đủ feeder rồi nha. Mình sẽ cất nó vô. Cũng như là lấy thịt ra và đi rải vào những cái feeder này nha các bạn. Trời ơi. Quá là cực khổ luôn mà. Rồi, chúng ta sẽ rải thịt vô. Thịt gà nè. Nói chung thịt gà thì mình rất là nhiều, chỉ có thịt heo với thịt bò là mình hơi bị hạn chế thôi. Sau tập ngày hôm nay là tôi sẽ sạt nghiệp luôn. Không còn đồ ăn luôn. Trời ơi, bọn này nó ăn bạo quá anh em à. Nói chung á, thì mình chỉ cho sẵn thôi. Khi nào đói á thì chúng nó sẽ có đồ ăn mà tự phục vụ bản thân. Đó. Chứ nó sẽ đỡ tốn công mình. Đó, mình phải chạy qua đây để mình cho nó ăn nữa. À đây đây đây. Tưởng bên đây không có feeder chứ. Trời ơi, mình đặt rất là nhiều feeder ở đây luôn anh em à. Kinh khủng, kinh khủng. Đây, cho thêm thịt gà vô. Thịt gà của mình thì bao la bát ngát luôn. À, rồi đây còn một cái nữa nè. Ta-da, cho thịt heo vô luôn. Thịt heo với lại thịt bò thì cái chỉ số thức ăn của nó sẽ cao hơn thịt gà đó các bạn à. Wow, mấy cái này mới có 2.240 thôi. Đúng là thịt gà nó thấp thật sự luôn. Rồi để mình cho thêm vô trong đây. Rồi bây giờ mình sẽ rải banh xung quanh cái khu vực chính giữa này đi. Đó, khu vực giữa chuồng. Mình sẽ rải hết mấy cái quả banh ra nha. Ồ, nó rộng kinh khủng luôn đó. Đây, banh màu vàng đây nè. Banh màu vàng. Chúng ta sẽ rải quanh quanh đây luôn. Nói chung là gần cái khu vực ở giữa chuồng á thì mình sẽ rải thật là nhiều luôn nha các bạn. Đó, tí nữa mình hồi sinh tụi nó ở giữa chuồng mà.
Rồi, tiếp theo, banh màu tím. Giờ để mình đi về nhà mình ngủ cái đã. Trời ơi, nguyên một ngày mệt mỏi thôi, đi về nhà ngủ cái coi. Đó, ngủ trên tầng đàng hoàng nha các bạn. Quá xịn luôn. Đó, sáng sớm đó nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi ra trang trí cái chuồng tiếp. Trang trí cái chuồng bằng những món đồ chơi nè. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ tiến hành gắn mấy cái hình nộm này cái đã. Đó, gắn xung quanh đây luôn. Gắn những cái hình nộm này xung quanh cái chuồng nha các bạn. Thì cái bọn khủng long bạo chúa nó chỉ phá những cái block mà yếu hơn sắt nha. Với lại kính cường lực nó sẽ không phá được. Mình cũng rất là sợ là những cái cây cũng như là những cái món đồ này của mình đó, nó sẽ bị phá hết đó các bạn ạ. Nói chung cũng khá là sợ đó. Rồi. Thêm mấy cục nữa đi. Rồi, tiếp theo mình sẽ gắn mấy cái khúc gỗ treo lủng lẳng nha các bạn. Đó. Bọn khủng long nó cũng khoái mấy cái khúc gỗ này lắm á. Rồi, may quá nó có mấy cây nó nhô ra như vậy nè. Nó có cái diện tích cho chúng ta cắm cái khúc gỗ vô. Ồ, xịn chưa. Bên đây nữa nè. Đó, đây có quá chừng chỗ để mà chúng ta cắm vô luôn nè. Ngon. Đây, xịn xịn xịn. Mình cũng có thể cắm mấy khúc gỗ này trên những cái lá cũng được. Nhưng mà mình sợ nó sẽ bị rớt xuống rồi. Rồi. Quá nhiều rồi đó. Để mình kiếm coi cái cây nào mình chưa cắm nữa không. Cái đây có rồi. Chắc mình sẽ cắm thêm chỗ này một block nữa đi. Nó có vẻ là khá là cao đó các bạn ạ. Ok, mình đã hoàn thành cái công việc trang trí xong rồi. Để bây giờ mình vô coi thử mấy cái DNA nó tới đâu rồi. Đâu rồi, mấy cái DNA của tôi tới đâu rồi? Nó vẫn chưa xong anh em à. Ta-da! Những cái quả trứng nó đã được tái sinh thành công rồi các bạn ơi. Ôi, tổng cộng là 10 quả trứng của khủng long bạo chúa luôn nha các bạn. Rồi, để bây giờ mình sẽ ra ngoài này cái đã. Quá ngon. Rồi, mình sẽ tiến hành hồi sinh nó nha. 10 con khủng long bạo chúa luôn đó. Trời ơi, không phải dạng vừa đâu đó. Mình sẽ hồi sinh nó gần gần nhau thôi. Bọn này thì nó cũng là một trong 8 loài mà chúng ta phải thu phục bằng những cái cách đặc biệt như là đánh cho nó còn thấp máu á các bạn à. Đó, rồi mới thu phục được luôn đó. Rồi mới mười mấy phần trăm mà. Chúng ta sẽ chờ một chút để mình kiểm tra những cái quả trứng còn lại coi. Trời, cái trứng này nó cũng rất là bự ha. Nó cũng bự bằng cái trứng của Allosaurus đó các bạn à. Đúng là nhìn những quả trứng của những khủng long thường á, nó nhỏ nhỏ. Qua đây nhìn trứng của mấy con bạo chúa, trời kinh khủng chưa kìa. Rồi mình sẽ chờ một xíu cho những cái quả trứng này nó nở đó nha. Ồ, 80 mấy phần trăm rồi các bạn ơi. Rồi, 80 mấy phần trăm rồi. À, nhưng có cái quả trứng nó đã bắt đầu rung lắc rồi nè. À, xịn xịn. Trời, nhìn nó rung lắc dễ thương quá hả. Ngon. Ồ, đã có được mấy em hồi sinh rồi anh em à. Ủa, cái gì vậy, cái gì vậy? Ôi, 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 nó rượt mình em ơi. Trời ơi, mới hồi sinh thôi nó đã thể hiện cái bản tính của nó rồi các bạn à. Trời ơi, đi săn mình nè. Cứu, cứu, cứu tôi, cứu tôi. Trời ơi. Rồi, các bạn có nghe tiếng không? Nó chạy theo mình rất là sát luôn. Trời ơi, mình khó mà thoát được theo ca này đây. Chắc mình phải chỉnh sang chế độ bình yên mới được quá. Bọn này kinh khủng quá. Mình chỉnh sang chế độ bình yên nha các bạn. Trời ơi, đó, qua chế độ này thì nó mới hết rượt mình đó. Kinh khủng. Trời ơi, hai con. Hai con mẻ rượt tôi. Mệt quá à. Đây chúng ta có được một con đực nè các bạn ơi. Nó ăn rất là nhiều thứ luôn, bạn có thể thấy không? Ồ, và con này nó đang vui vẻ nè. Trời ơi, cái chỉ số happy của nó đã tăng cao lên rồi nè. Mình đặt những cái món đồ chơi đây là có mục đích thôi các bạn à. Ví dụ cái chỉ số vui vẻ của nó cao lên thì nó sẽ không có tấn công mình nữa đó các bạn à. Chứ không có như hai cái con mẻ mà nãy. Trời ơi, nó rượt tôi.
được chạy vòng vòng cái chuồng luôn á. Thì mình đã đưa cho bạn một vài thông tin về mấy em khủng long bạo chủ Tyrannosaurus rồi nha. Bọn này thì chúng ta không có thể cho nước cốt gà được các bạn à. Đó, cũng rất là đáng tiếc. Nhưng mà không sao. Đây, con này nó đang rất là vui vẻ nè. Trời, mấy con vui vui này thì nó sẽ không có tấn công mình đâu. Trời, làm tôi nhớ tới hai con hồi nãy quá. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã tiến hành hồi sinh em khủng long bạo chủ Tyrannosaurus rồi nha, một trong những loài vật có lực hàm mạnh nhất. Thì nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh của mình và nhớ vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.